thích Sơn Tùng MTP mua chuột. Mình sẽ tiếp chuột để chai và chuột có thể cả hát. Còn em thích Sơn Tùng MTP ạ, bởi vì là bài hãy ra yêu anh. Chú ấy có MTP. Mình là Anh Linh, 6 tuổi. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tân Nhỏ Nam. Năm nay mình 7 tuổi. Xin chào các bạn, mình là Đức Vượng. Năm nay mình 7 tuổi. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Trần Lê Thư Vi. Năm nay con 9 tuổi. Trong tập này, các bé sẽ lần lượt trải qua những thử thách, đoán tên người nổi tiếng, xem hình thời thơ ấu của họ và đánh giá, xếp hạng nhan sắc theo cách nhìn của bé. Con có. Có. Dạ có. Con có. Ở trên YouTube thì con thấy KMTN cảm giác. Con biết là Thanh Tùng, Ngô Kiến Huy, Thanh Duy, cô Mỹ Tâm, chú Trấn Thành, chú Thanh Bình. Con thích ai nhớ đó. Con em tiếp đi. Mua chuột. Mình sẽ tiếp chuột để chai và chú có thể cả hát. Nếu mà sơ sơ ra thì KMCM, tại vì cái bài sóng gió là top view khủng nhất đến 200 triệu. Wow. Là 236 triệu xem. Còn em thích Sơn Tùng MTV ạ, bởi vì là bài hãy ra yêu anh. Chú ấy có MTV. Con chưa từng nhìn chú này bao giờ. Rồi. Đây là. Chú nó cân cân cân. Ừ, cân tên không? Chú quen quen. Quen tên tên tên. À, không phải người xây nhà. Không phải xây nhà, không phải xây nhà. Cắt tóc. Ồ, cắt tóc là cắt tóc. Sách. Mình chính này á, không biết nữa. Chỉ làm nghề, nghề mẫu. Lắc. Chỉ làm nghề ca sĩ. Đây là Sách nhá. Vừa mới ra bài Hoa Vô Sắc. Rất là bị ấm cả và ốm, không quay nhiều. Không biết em gì ơi nè. Sóng gió nè, Việt Nam tôi nè, Bạc Phận nè, Hồng Nhan. Con thích bài Em Gì Ơi. Như là trong nhóm BTS ra không á? Mình không biết tập tiếng Anh, mình không xem BTS. Dạ. Không biết chú này trong BTS nhưng mà có điều con không biết tên. À, đây là Nhỏ. Bạn con thích luôn. Có 7 chú. Thế này, trong bài Hàn Quốc là con thì không nhớ đội tên là gì. Không nhớ là J-Hope, Jimin, V. To, mặt ra. To cái mặt ra. Cái em xem. Con không biết chuối là gì, nhưng chuối là gì. À, không biết chuối là gì. Con chỉ biết chuối là mẹ mẫu. Cái em xem. Chú này rất thích là đánh đàn. Ngô Kiến Huy. Chú Ngô Kiến Huy. Ngô Kiến Huy, con được gặp chú Ngô Kiến Huy rồi. Chú này là trong rồi. Không quen biết mà không biết tên nữa. Chú này con. À, chú này là ở trong truyền thấy như này. Như chú này con nhớ tên này. Dạ, con thì thích thích dân hài á, với lại bị tài kỹ hơn á, là con cũng biết chú Ngô Kiến Huy. Chú Huy vui tính. Và con chỉ biết là chú nó rất thích Minion. Tiền hai y đi, em để soi bức tranh như tiền. Từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên.
biết là chú này đấy. À đúng rồi, tôi nhớ lại rồi. Ngô Kỳ Huy. Quang Hải. Quang Hải. Dĩ nhận. Sắp quên tên rồi. Quang Hải. Bạn có tên là Quang Hải. Bởi vì đó là một cầu thủ số 19. Giỏi nhất. Gần như là đội trưởng của U22 và U23. U23 và U22. Và U22. Con hay coi bóng đá chú Quang Hải. Chú Quang Hải đá vào ruộng ở vào chú ta vào thành. Nhìn chú là cầu thủ bóng đá chú giỏi rất giỏi. Sơn Tùng MTP. Sơn Tùng. Sơn Tùng. Sơn Tùng MTP. Chú này làm nhạc ca sĩ hay nghe bài Lạc Trôi rồi chạy ngay đi rồi từ bài chạy ngay đi. Nhưng mà Sơn Tùng rất rất công người ta bà cha cho anh một năm. Wow. Một năm thì Sơn Tùng trở lại được một bài hát bà cha cho anh. Chú ấy rất đẹp trai rất nhiều. Tâm 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 tâm. Chú Trấn Thành. Chú Trấn Thành. Trấn Thành. Trấn Thành. Chú Trấn Thành. Con đã một lần gặp chú Trấn Thành trong Thách Thức Gia Hài bị tài tí hơn. Con biết bạn gái của chú Trấn Thành. Con cũng biết. Chú Trấn, bạn gái của chú Trấn Thành là người Hàn. Với cả tên là Harry Won. Đúng, mình cùng chú Trấn Thành làm người dẫn chương trình. Chú ấy còn được làm ban giám khảo của gì một chương trình hài. Con thấy chú nó vui tính mỗi lần mà con coi chú nó con hay cười. Chú Trấn Thành ở nhà tên Xìn. Chú có vợ rồi, con biết vợ của chú ấy là gì đấy. Cô Hollywood. Cô ấy ở Hàn Quốc. Cô ấy sang bên Nhật. À cô ấy sang bên Việt Nam để cưới chú này. Nhưng mà bố mẹ cô ấy lại là người Hàn Quốc. Chú Phân Bắc. Chú này mình không bao giờ mình lâu chưa xem. Con gặp chú này ở đâu rồi? Ở đây trên TV rồi nhưng mà con không biết tên. Con không biết chú này. Con biết chú này rồi. Anh con có gặp rồi. Chú này nổi tiếng lắm. Con không biết. Có gì biết nhưng mà con không biết tên. Chú á, chú làm nghề diễn viên chứ. Chú ấy dẫn chương trình mà con cũng đã được gặp chú ấy rồi. Chú ấy, ê mà khi con làm cướp biển ấy, chú ấy đóng vai ông Bụt. Con thấy chú này ở đâu ta? Ở trên TV nhưng mà chú đi quảng cáo điện máy xanh. Luôn sân trường. Ủa sân trường. Con hoàn toàn không biết luôn. Có cái áo cầu thủ Việt Nam. Chính tả là người Việt Nam. Chính tả là người Việt Nam nhưng mà không giống Việt Nam mà chỉ giống Hàn Quốc. Mà áo cầu thủ Việt Nam chính là người đá bóng. Cái này là viên đá bóng. Con chỉ biết tả thôi. Động sân trường.